Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Hiện tại anh đang ở đây là ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc anh chị, thuộc tỉnh Lâm Đồng anh chị ạ. Nay em được ông anh chủ công trình này mời em tới chơi. Nên là em sẵn quay cái này cho cô chú anh chị mình cùng thưởng thức. Ở này là chỗ này là có cái địa điểm là núi tình yêu anh chị, núi tình yêu Campin. Thì cái chỗ này du lịch theo kiểu là săn mây nè, buổi sáng săn mây và có mấy cái chòi dã ngoại anh chị. Cái đó kêu là cái trại á, cái trại cái lều rồi đó. Cô chú anh chị có thể thấy ở cái không khí ở Lâm Đồng đồi núi thì anh chị biết rồi. Em thực sự là em ở thì ở vùng đồng bằng và chủ yếu là ở xuyên mộc biển Hồ Tràm đó anh chị. Dưới đó ngửi không khí biển quen rồi. Giờ lên đây thì cái không khí trên núi nghe nó đã lắm, cực kỳ đã không khí. Giờ cô chú anh chị cứ tưởng tượng đi, cô chú anh chị đặt chân xuống đây và nghe cái không khí, mà không khí ở trên cao á, và xuống đây nghe cái mùi hoa của cà phê anh chị. Đây anh chị có thể thấy đó. Cái mùi hoa cà phê á, anh chị cứ liên tưởng tới cái mùi mật ong á anh chị. Chủ yếu là mật ong là người ta làm bằng làm mấy cái trại mật ong rồi, gần mấy cái chỗ mà có trồng cà phê nhiều anh chị. Đó, anh chị cứ tưởng tượng cái mùi đó, nó cực kỳ thư giãn, cực kỳ thơm luôn. À, cái chỗ du lịch này của ông anh em thì làm khoảng mấy hết anh chị. Này là địa điểm du lịch luôn nha anh chị. Đây em cũng không phải là quảng cáo gì đâu, nhưng mà em lên đây rồi em chia sẻ cho cô chú chị mình xem cho vui mắt thôi, giải trí thôi. Mà anh chị nào mà muốn ghé vô đây thì em sẽ ghim cái vị trí dưới cái phần mô tả cho cô chú chị mình đi tham quan cũng được. Trong này thì có cái lều này, cái trại này cho cô chú chị mình ở lại cắm trại ở đây và nướng nhậu nhẹt hay là vui chơi gì đó buổi tối ở đây. Đèn đóm buổi tối, bật đèn đóm rất là đẹp luôn anh chị. Đây. Đó, từ trên cao mình nhìn xuống à. Bên kia, phía bên kia anh chị là mấy quả đồi mà kiểu cái hình thù ốc chén á, nó ốc rất là nhiều, hàng trăm cái luôn á, hàng trăm quả đồi như vậy. Cái view sang mây là view bên này nè anh chị. Buổi sáng nó sẽ trùm kín luôn cái mấy cái quả đồi mà ấp chén đó buổi sáng nha. Rồi bắt đầu xé hết tới trưa là nó bắt đầu nó tan dần nó lòi ra cái nhú của cái đồi anh chị. Nó nhìn nó đẹp lắm, kỳ vĩ lắm. Bên kia có cái chỗ cũng là cái view bên đó để khách du lịch. Trong này cũng có mấy lều campin nè, đèn năng lượng mặt trời. Chỗ này là chỗ đốt lửa trại nè anh chị, đốt lửa trại hoặc là quay heo nướng thịt gì đó. Mình có mấy hai cái kệ nè anh chị, hai cái kệ này để hai bên, bỏ cây gác qua, bỏ cây mình gác qua, mình nướng mình quay. Rồi cái bàn đây là bàn để mình ngồi lại với nhau này, mình sắp cái bàn ngồi lại với nhau. Em sẽ quay em đi qua bên này trước cho cô chú chị mình xem này. Đây là đây cô chú chị mà có cái gia đình
mình dẫn gia đình vô đây mình chơi được anh chị. Hoặc là bạn bè mấy cái bạn giới trẻ rồi đấy, thích đi săn mây đi du lịch đó. Hoặc cặp tình nhân cũng được, rất là lãng mạn luôn. Bây giờ là em đang quay là giờ chiều rồi, khoảng 3-4 giờ. Chỗ này là cái chỗ này là đang làm, là cái chỗ này là chỗ giai đoạn 1 này, giai đoạn 2, giai đoạn 3 độ trên kia, nói chung là 5-6 hát gì đó, nhiều lắm, rộng lắm. Từ cái chỗ mà vị trí du lịch này nè mà đi ra quốc lộ 20 có vài cây số thôi anh chị. Ở đây cũng gần lắm. Mấy cái này là rượu, cái lưu rượu nha anh chị. Hay mấy cái lưu rượu cần á, cái lưu rượu dành cho khách mình này chưa có nè. Mấy cái mà dán keo này nè, mấy dán keo này mới có rượu đâu, này chưa có rượu nha anh chị. Đây à, cái gương chụp hình cho khách nè. À, đó mình chụp hình nè. À, còn đây là cái quầy pha chế chế biến gì đó. Đây, xích đu và ghế tình yêu này, ngồi chụp hình này. Lại còn đây là cái xích đu ngồi đâm đưa. Cuối tuần có khách du lịch vô đây cũng nhiều lắm. Còn phía bên này là cái bàn để nước uống, rồi bỏ mấy cái ghế đây ngồi, mình ngồi ngắm cảnh đây, từ đây mà ngắm cảnh qua bên kia kìa. Bên kia là cũng là của bên khu du lịch này luôn anh chị. À, đó bên kia. Nói chung là hình như cũng mấy quả đồi á. Mấy quả đồi đó. Xíu em sẽ đi qua bên kia sau ha. Mình coi ở đây trước đi. Ở đây có mấy cái con cầu nè anh chị. Đó. Mấy cầu. Cầu và gà, nó có gà nữa, dưới kia có gà nữa. À, mấy cầu. Chắc mười mấy 20 con anh chị ha. Cảnh đẹp quá ha. Thơ mộng. Mát mẻ. Từ đây lên Đà Lạt cũng gần anh chị. Chắc đi tầm tiếng à. Tiếng là tới Đà Lạt đi. Chuồng bồ câu. Đây là cái nơi cái sàn à, để cho cô chú chị mình ngồi uống cà phê này, ngắm cảnh này. Đây bông ba rất là đẹp. Chắc từ đây tới Tết là xâm xuê luôn anh chị. Tới Tết cô chú anh chị có thể ghé đây chơi cũng được nè. Mình đi Đà Lạt mình ghé qua đây một cái, mình dừng chân, mình chiêm ngưỡng cái này. Đây là khung cảnh buổi tối nha cô chú anh chị. Đây. Xíu nữa bọn em sẽ làm cái lửa trại bên này và nướng thịt.
ngồi chỗ này lai rai rai ly thì quá tuyệt vời à. Trên đồi và nướng thịt, nói chung là chỗ lạnh lạnh mà nướng thịt ăn đồ nóng là tuyệt vời anh chị. Từ chỗ em mà nhìn xuống đây là thấy hết cái thành phố Bảo Lộc luôn anh chị. Mấy bên hàng rào này nè có dây đường điện nè, buổi tối bật đèn rất là sáng, rất đẹp luôn. Đây bây giờ mình sẽ qua cái chỗ view bên này tham quan bông ba này. Bông hoa mật ong. Chỗ này được cái là không khí mát mẻ, đất cũng tốt, trồng cây rồi, còn trồng cây cối cũng rất là tốt, rất là đẹp. Đây cũng là quầy pha chế. Đây là cái view thứ hai này, có một cái xích đu à, cô chú chị có thể thấy bên kia. Này có thể làm à, chụp hình cái này rất là đẹp thú anh chị. Chụp hình này đẹp, cái gương này chụp hình đẹp lắm. Dường như ở đây là mình nhìn xuống là mình thấy ra thấy các xã lân cận luôn anh chị. Xin chào em. Ủa cái này là mới cắt xong anh. Dạ. À là cái này là xịt để mà nó không ra trái hả? À lên đọt. Lên đọt để mình thu cái đọt đó. À dạ. Có mấy cái cabin đẹp quá ha. Có mấy cái bình này. Bình này. Wow. Đẹp quá quý vị ơi. Đẹp quá. Cái đồi bên kia cũng là của mình đang làm đó anh chị. Thank you.
Rồi, nếu cô chú anh chị xem video này thấy hay hoặc là thấy được thư giãn thì anh chị nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ em Điền nha. Rồi, em Điền xin chào và kính hẹn gặp lại cô chú chị.